Xin chào anh em. Thì uh, hôm nay Team We tiếp nhận một cái ca vỏ. À, đây là cái chiếc vỏ của một anh khách à, gửi về Team Wing để bảo hành. Anh khách này anh chạy chiếc vỏ này là được khoảng uh, 3 tháng rồi và cái tình trạng mà anh gửi về cho Team Wing thì hiện tại là em phát thấy là nó bị thủng một lỗ khá to ha. À, lỗ này là chắc cũng khoảng uh, hơn 10 ly và anh phát có thể đút ngón tay lên được luôn nè anh em quan sát ha. À? À, đây là cái dòng vỏ Michelin đã được phủ chống đinh. À, nhưng mà anh khách cán một cái vật nó quá to cho nên là gửi về team quy để xử lý à, đối với chiếc vỏ này thì à, bên phía tiên quy đánh giá là nó đã mất kết cấu vỏ nó đã bị đứt bố hoàn toàn và đối với một cái vỏ mà có cái lỗ đinh to như thế này bằng cái ngón tay cơm phát thì thợ bên ngoài họ cũng khuyên anh em bỏ thôi và hướng xử lý của team quy đưa ra là xử lý lại cái lỗ đinh này anh em vá lại phần bên trong vỏ à, phủ thêm một cái lớp keo À, để cố định à, gia tăng cái độ à, cứng chắc cho cái vỏ ha và đưa cái vỏ này lên ở bánh trước cứu vãn thôi đối <laughs> với chiếc vỏ này thì theo đánh giá cơm phát là mặt gai nó còn khá là tốt nhưng mà do là cán cái đinh nó quá to nên là mình sẽ tận dụng lại mình để bánh trước bởi vì bánh trước nó không phải chịu tải à, nó không phải à, chịu cái áp lực tải trọng cao như ở bánh sau à, thì mình ngắn bánh trước thì nhiệm vụ nó để lăn và nó bám đường thôi anh em thì cái cái này thì mình tận dụng lại được ha và có một cái điểm hay của cái chiếc vỏ tự vá này là anh khách này hạnh kháng một cái đinh nó to như thế nhưng mà anh vẫn có thể chạy được về nhà tức là nó sẽ xì li ti li ti nó sẽ tràn cái lớp keo ra để hạn chế cái lỗ đinh lại và hạn chế việc mất áp suất anh vẫn chạy được về nhà và hôm sau gửi qua team quy để mà xử lý lại thì đây cũng là một cái điểm lợi thế giúp cái vỏ anh em không bị hư trong tình trạng là bị mất hơi hoàn toàn và vẫn cố chạy về nhà ha Tóm lại thì đối với những cái chiếc đinh à, dưới 4 ly Thì anh em cứ để anh em chạy thoải mái Nhưng đối với những cái giỏ mà nó bị tác động bởi những cái đinh to như thế này Trên 10 ly Thì việc bỏ vỏ là điều chắc chắn Cảm ơn anh em đã xem hết video Và nếu anh em có bất kỳ thắc mắc gì về các dòng giỏ khác Anh em để lại bình luận vào bên dưới video Anh Phát sẽ gửi bạn qua giá chi tiết cho cả nhà Xin chào và hẹn gặp lại